người, sợ nó tổn người. Quay camera rồi. Ai đi đổ người quay camera rồi, thấy như trận trước. Xin mời hai đội vào sân. Sơn Trung 1, Hà Châu Lam. Nữ thân quý thân đoài chuẩn bị. Đội nữ Phương Quý và Thân Đoài chuẩn bị. Hiện nay trời đã sắp tối, ban tổ chức đề nghị các vận động viên đã được ban tổ chức gọi tên khẩn trương vào sân để làm công tác thi đấu. Mời đội nam Thôn Trung 1 gặp đội nam Hà Châu vào sân thi đấu. Thank you.
Về nhân sự hai đội trưởng có ý kiến gì không ạ? Về Hà Châu có ý kiến gì không ạ? Cổ động viên và mặc áo trùng với cầu thủ, đề nghị cổ động viên đứng ra ngoài. Nếu là huấn luyện viên hoặc là chỉ đạo viên thì phải có một cái ký hiệu riêng. Hai đội về sân đấu chuẩn bị trận đấu dừng lại đã. Đề nghị các cổ động viên là đảm bảo cho các trận đấu được công bằng khách quan, thì đề nghị các cổ động viên mà mặc áo của vận động viên chưa thi đấu thì đi ra ngoài. Ở trên sân chỉ có huấn luyện viên và trưởng đoàn mặc khác màu áo của vận động viên. Chốt chỉ
động viên người tại chỗ không đi lại trong sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.